Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của mạng lưới. Một định nghĩa đơn giản của mạng lưới là gì? Một mạng bao gồm hai hoặc nhiều máy tính được liên kết chia sẻ tài nguyên như máy in và máy dĩa, trao đổi tệp hoặc phép liên lạc điện tử. Các máy tính trên mạng có thể được liên kết thông qua dây cáp, đường dây điện thoại, sóng radio và vệ tinh hoặc chùm tia hồng ngoại. Mạng và các loại của nó là gì? Các loại mạng khu vực LAN, MAN and WAN. Mạng cho phép các máy tính kết nối và giao tiếp với các máy tính khác nhau thông qua bất kỳ phương tiện nào. LAN, MAN and WAN là ba loại mạng chính được thiết kế để hoạt động trên khu vực chúng bao phủ, có số điểm tương đồng và khác biệt giữa chúng. Mạng là gì và nó hoạt động như thế nào? Một máy tính mạng chỉ đơn giản là một tập hợp các thiết bị máy tính, đó là kết nối với dây điện, sợi quang học hoặc kết nối thông không dây để các thiết bị riêng biệt khác nhau, gọi là nút, có thể nói chuyện với nhau và dữ liệu trao đổi thông tin bằng máy vi tính. Mục đích của mạng là gì? Từ khóa ở đây là lẫn nhau. Cả bạn và các liên hệ của bạn sẽ được hưởng lợi từ những nỗ lực kết nối mạng của bạn. Các mục đích của mạng là trao đổi thông tin, tư vấn và giới thiệu thông qua quá trình phỏng vấn, cung cấp thông tin, hỗ trợ trong việc đạt được mục tiêu của bạn, thay đổi nghề nghiệp. Chính xác thì mạng là gì? Một mạng là một tập hợp các máy tính, máy chủ, máy tính lớn, mạng lưới, các thiết bị ngoại vi hoặc các thiết bị khác kết nối với nhau để cho phép việc chia sẻ dữ liệu. Một ví dụ thuyết về mạng và Internet để nối hàng triệu người trên toàn thế giới. Mạng và lợi thế của nó là gì? Ưu điểm của mạng và máy tính: chia sẻ tài nguyên, sử dụng các thiết bị ngoại vi được kết nối mạng như máy in, máy quét và máy photocopy được hoặc chia sẻ phần mềm giữa người dùng, giúp tiết kiệm tiền. Chia sẻ một kết nối Internet duy nhất có tiết kiệm chi phí và có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn nếu bạn bảo mật mạng đúng cách. Làm thế nào để một mạng hoạt động? Họ làm việc như thế nào? Mạng máy tính kết nối các nút như máy tính, bộ định tuyến và truyền mạch bằng cáp, sợi quang hoặc tín hiệu không dây. Những kết nối này cho phép các thiết bị trong mạng giao tiếp và chia sẻ thông tin với tài nguyên. Mạng tuân theo các giao thức trong các xác định các truyền cấp truyền và nhận. Mạng và mục đích của nó là gì? Mục đích của mạng là để chia sẻ file ngay lập tức trên các mạng, cho dù một người dùng hoặc hàng trăm. Các khác mục đích của mạng là để chia sẻ tài nguyên như máy in, dĩa CD, máy chủ tập, input thiết bị và Internet để kết nối. Tại sao mạng rất quan trọng? Mạng sẽ giúp bạn phát triển và cải thiện bộ kỹ năng của bạn, luôn đi đầu trong các xu hướng mới nhất trong ngành của bạn, giữ nhịp đập trên thị trường việc làm, gặp gỡ các cố vấn, đối tác và khách hàng tiềm năng và có được quyền truy cập và các tài nguyên cần thiết sẽ thúc đẩy bạn phát triển sự nghiệp. Phần mềm nào được sử dụng trong mạng? Thuật ngữ phần mềm mạng thường được sử dụng thay thế cho nhau. Tuy nhiên, phần trên mềm mạng thường đề cập đến phần mềm cho phép kết nối mạng. Novell và Microsoft ví dụ là hai nhà phát triển phần mềm mạng được biết đến rộng rãi. Tại sao phần mềm được cần thiết trong một mạng? Khái niệm cơ bản của phần mềm mạng. Khi phần mềm mạng được sử dụng đúng cách, người dùng cuối không thể truy cập hoặc thậm chí nhìn thấy rõ. Phần mềm mạng tạo điều kiện cho hành động của người dùng cuối thay vì hoạt động như một công cụ mà họ có thể sử dụng. Phần cứng và phần mềm mạng là gì? Các thành phần mạng tính bao gồm các bộ phận vật lý cũng như phần mềm thiết kế cần thiết để cài đặt mạng tính máy tính, cả hai các tổ chức tại nhà. Các thành phần cứng là máy chủ, máy khách,
máy ngang hàng, phương tiện truyền dẫn và thiết bị kết nối. Các thành phần mềm là điều hành và giao thức. Các yếu tố cơ bản của một mạng là gì? Các yếu tố cơ bản của mạng máy tính bao gồm phần cứng, phần mềm và giao thức. Sự tương quan của các yếu tố cơ bản này được tạo thành cơ sở hạ tầng của mạng. Cơ sở hạ tầng mạng là cấu kết liên kết, trong đó các nút của mạng cục bộ LAN hoặc mạng diện rộng WAN được kết nối với nhau. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.